Nói đến chiếu, người dân Nam Bộ thường nghĩ đến chiếu Cà Mau với bài vọng cổ đi vào lòng người, nhiều thế hệ tình anh bán chiếu. Nhưng ở miền Tây, có một làng chiếu không thua kém gì chiếu Cà Mau, làng chiếu Long Định, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, những người dân của làng đã sống và cống hiến với nghề để cho ra đời những đôi chiếu đẹp nhất cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Từ nguyên liệu thiên nhiên bình dị, những người thợ đã thổi hồn vào sản phẩm bằng sự tỉ mỉ và sáng tạo. Trong thời buổi hiện đại, nhiều làng nghề dệt chiếu đang dần mai một do sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp và sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người thợ dệt chiếu tâm huyết, giữ lửa nghề bằng niềm đam mê và tình yêu với những giá trị truyền thống. Làng nghề dệt chiếu là một phần thiết yếu của di sản văn hóa dân tộc. Việc giữ gìn và phát triển làng nghề cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, sự ủng hộ của người tiêu dùng và hỗ trợ của chính quyền địa phương để tạo động lực phát triển, giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống này.